Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Và sau chuyến công tác ở Gia Lai vừa rồi thì mình cũng đã kịp ghi lại một vài các trận đấu tại giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2024. Và dưới đây sẽ là cặp đấu đầu tiên giữa Kha Chí Cường của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp một võ sĩ của An Giang. Sorry anh em là cũng có nhiều võ sĩ lắm, đâm ra là sẽ có võ sĩ nhớ tên, võ sĩ nhớ mặt, hoặc là võ sĩ có thành tích tốt thì mình sẽ nhớ nhiều hơn. Cho nên là trong quá trình ghi hình thì có thể mình nhớ nhầm hay là như thế nào đó, thì mong mọi người thông cảm. Và đây cũng sẽ là chuỗi các trận đấu trong khuôn khổ võ cổ truyền mà mình sẽ gửi đến với mọi người trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở môn võ cổ truyền tại giải vô địch quốc gia. Chúng ta cùng đến với các trận đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia lần thứ 33. Trọng tài không công nhận bàn đá cho hai cầu thủ của Nga. Và đây là hạng cân 45-48 nam giữa võ sĩ tóc vàng xanh. Trước mặt chúng ta là Kha Chí Cường thi đấu với Lê Minh Thuận của An Giang. Có một vài thông tin cung cấp cho mọi người, đó là ở các nội dung thi đấu đối kháng năm nay sẽ có nhiều sự thay đổi, đó là việc nữ sẽ thi đấu 3 phút. Và có một cái đang gây khó cho các vận động viên, đó là các vận động viên sẽ phải cân trước 3 trận. Cho góc tài xe xe đài, kiểm xe đài 2 điểm, góc tài đỏ 1 điểm, góc tài đỏ 2 điểm, góc tài xanh 1 điểm. Cân trước 3 trận trước giờ thi đấu. Và trận đấu đã bắt đầu. Đòn chọc cắm nhé. Cổ truyền thì đã áp dụng lại những cái đòn chọc khoảng 2 năm trở lại đây. Thấy các lão võ sư có kể lại là chọc của võ cổ truyền rất là nguy hiểm. Hy vọng là ngày nào đó mình sẽ có một cái buổi nói chuyện với các lão võ sư về cái việc thi đấu chỏ của võ cổ truyền ở thời kỳ trước, xem nó nguy hiểm đến mức nào. Trọng tài không công nhận bàn đá.
Xuất phát điểm là từ Mây, nhưng mà sau đó thì bắt đầu là thi đấu xong. Yeah.
Vũ, giám định số 1 Vũ Trưởng, số 2 Quốc Khánh, số 3 Hàm Giàu, số 4 Trường Giang, số 5 Hàm Thuận. Chiêu. Các gia đình chú ý công bố kết quả hiệp hai bỏ hạng hai vận động viên nước ngoài của chúng tôi. Hết giờ nghỉ, sang các viên dài sàn đài. Hiệp thi đấu thứ ba các bạn của chúng tôi. Ta cùng đợi điểm chung cuộc. Nếu trong hiệp 2 này mà Cường thắng thì trận đấu sẽ kết thúc. Giám khảo chủ tịch công bố kết quả. Hiệp 2 rất là tranh thắng cuộc. Và trận xanh thắng. Như vậy là Kha Chi Cường, võ sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng đầu tiên. Không được ôm, không được kiểm tra.